Phúc chào tất cả mọi người nha. Thì nãy giờ Phúc đi bắt mấy con sò dọp với mọi người. Hôm nay thì đi vô rừng, nước nó cạn á mọi người. Đi vô rừng bắt mấy con sò dọp này và quay lại cho mọi người xem nha. Ở trong đây thì chủ yếu là mấy cái cây mắm, cây đước này không nè mọi người. Mọi người thấy ở phía sau Phúc không? Nó rễ nó rất là nhiều luôn, với lại nó tương đối hơi khó đi nữa mọi người. Ở trong đây thì nước cạn xuống thì có cua biển nè, với lại mấy con sò dọp, nhiều loại hải sản lắm mọi người. Đây đây, để Thúc vừa thấy một con sò dọp, đây một con nè, đây con sò dọp này nè. Nó thường thì nước cạn mới thấy nó bắt nó được mọi người. Nước lớn nó ngập trong nước không, mình không có thấy đường để bắt nó. Ở phía bên kia là cái đường đê ấy, mọi người nhìn bên kia thấy đẹp không? Bên kia xanh tươi à. Trong này thì bữa nay trời chuyển mưa thì nó hơi tối, với lại mấy ngày hôm nay trời ngày nào cũng mưa hết. Thúc muốn làm video cho mọi người xem nhưng mà ngày nào cũng mưa hết. Đây đây đây, con nè mọi người, một con nữa nè. Ở đây có mấy cái con cọng gió. Ở đây cọng gió rất là nhiều luôn nha. Mọi người xem cái cây này nè, bộ rễ nó to, nó cao ghê không? Ở đây thì rừng ngập mặn nha mọi người. Nhưng mà Thúc đi thì chỉ ở ngoài bìa rừng thôi chứ không có vô phía trong nha mọi người. Mọi người xem những cái lỗ như này nè, mấy cây hang của con ba khía. Buổi tối thì nếu mà nước dâng lên cao á, mấy con ba khía nó sẽ leo lên mấy cái thân cây mắm với cây đước này nè. Hôm nào rảnh Thóc sẽ làm một cái video đi bắt mấy cái con này cho mọi người xem nha, mấy con ba khía nha. Ở đây có cái hang của cái con gì nhìn lạ lạ luôn, nó làm lên thành một cái ống tròn này, nhìn lạ không? Ôi, Thóc vừa đạp một con nè mọi người. Ở trong đây thì cũng khá là nhiều mấy cái con dợp nha mọi người. Dợp này thì tương đối cũng dễ kiếm. Hôm nay đi bắt mấy con dợp này sẽ làm cái món gì đó ngon ngon cho mọi người ăn nha. Sẵn tìm xem có cua biển không. Thường những cái trũng như vậy nè, hay là những cái trũng đục đục đằng kia, hay có cua biển. Để Thóc mò xem có con gì không. Cái hang nó thì cạn. Có mấy cái con cá bóng sao nó vừa chạy rồi mọi người. Đó 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 đó. Đó mọi người thấy không? Con cá bóng sao này còn nhỏ. Nếu mà con to thì có thể là bằng ngón chân cái. Đây mấy cái hang của mấy cái con bà khía nè mọi người. Nó làm lên. Ở trên kia thì mấy cái con chim gì không biết nó kêu sùm hết. Ôi, đây còn như có hang với con cua biển này vậy ta. Đúng đất lên vách rồi. Không phải hang của mấy cái con ba khía. Hang ba khía rất là nhiều luôn nha mọi người. Ở bên đó là bên cái đường đê mọi người. Cái đê chắn sóng với lại cái bên đó là cũng rừng phòng hộ luôn.
Bên đây cũng là rừng phòng hộ luôn. Ở ngoài phía bì gần lộ nãy thóc thấy có mấy cái con cọng gió, mọi người, cọng gió nhiều quá. Nãy đi bắt liên tục được mấy con này, bây giờ đã mất tiêu hết rồi, không thấy nữa. Đi trong rừng thì tương đối nó hơi cực. Để hôm nào đi tìm cua biển một bữa. Đi tìm cua biển thì mình phải đem theo cái móc cua nha mọi người. Để có hang đó thì mình móc, chứ không có thò tay vô không được. Thò tay vô không nhiều khi nó đang nằm ở trong đó nó kẹp. Ôi, nãy giờ đi mà không thấy con nào hết. Ôi, thóc vừa đạp một con nè mọi người. Nhiều khi nó nằm dưới chân mình không có thấy, với lại nó tẹp với cái màu sình đó. Đi tìm hơi khó. Đây một con nữa nè. Lúc thì tìm không có, lúc hai ba con luôn mọi người. Nãy giờ lúc thóc bắt cũng được kha khá nè mọi người. Càng vào sâu bên trong á thì mấy cái cây mắm cây đước nè nó chằng chịt, mình hơi khó đi xíu. Hôm nay được một ngày trời nắng, khó đi quá. Thóc sẽ đi ra xong rồi vòng qua bên kia, mình vòng lại. Thóc sẽ vòng lại bên đó nha. Bây giờ trời cũng gần chiều rồi, nên đi sâu quá thì sẽ khó để tối, mình không có xác định hướng để mình đi ra. Thường thì thóc chỉ đi ở ngoài bìa rừng như thầy thôi mọi người. Mùa này mấy cây đước nó chưa có trái mọi người. Nó có trái thì cái trái nó dài dài nhìn đẹp lắm. Đây 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 một con mọi người. Mấy cái con này nó nằm như vậy, thóc rửa luôn. Đi bắt nó mấy con dợp này thì tương đối nó hơi cực xíu. Trong đây một con nữa, đây này. Mấy con này to to không. Bây giờ khoảng 4-5 giờ chiều. Ở đây rừng thưa nên nó có nắng nó lọt vô mọi người. Còn mọi người nhìn sâu phía trong kia kìa. Rừng nó dày á, nhìn chỉ thấy cây không, không có thấy đường đi luôn. Ê, khó đi quá. Cái nhà này có ngập ngập nước à, dễ có nó. Mọi người thấy những cái rễ của cây mắm không, nó đàn đàn với nhau như vậy rất là khó đi luôn. Ê, đây có hai con nè mọi người. Mọi người thấy không? Đây nè. Thành quả nãy giờ. Mọi
Muỗi rất là nhiều luôn rồi. Trong đây muỗi lắm. Muỗi quá. Bị mắc lầy rồi mọi người. Sình ở đây thì nó tương đối nó cũng còn cứng, nhưng mà đi vào sâu ở trong những cái lá của mấy cái cây này nó rụng thì sẽ bị mắc lầy nha mọi người. Đây là mọi người thấp vừa thấy một con nữa nè, bây giờ nước bắt đầu lên rồi đó. Đây một con nữa nè. Nãy giờ đi mà không thấy con nào hết. Đi ở trong rừng rước này mình vừa cầm cái điện thoại mà vừa đi mà vừa quay, không biết là mọi người xem có bị chóng mặt không. Muốn bắt cua thì mũi quá, mình phải vô sâu phía trong nữa nha mọi người. Thường nó ở trong những cái gốc của cây trước á. Đi ngang đây tương đối nó hơi khó đi xíu. Hôm nay thì nước cạn nhưng mà đi không có thấy cái con cua nào hết. Ở ngoài bìa rừng này thì kiếm cua nó tương đối cũng hơi khó mà. Bây giờ Thóc định bắt mấy con còng gió cho mọi người xem, nhưng mà đi lại gần thì nó chạy vô hang nó hết rồi mọi người. Mấy con còng gió này tương đối cũng hơi khó bắt. Thóc vừa mới ra luôn nè, ra khỏi cái khu rừng mà nãy Thóc đi bắt mấy con sò dợp mọi người. Bây giờ trời cũng gần chiều à, nên Thóc đi ra. Với lại bây giờ mà gì ở trong đây muỗi lắm mọi người, muỗi nhiều lắm.